thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê. Nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Địa Tạng. Vừa rồi là đại chúng bỏ mất hai kỳ để cho các pháp sư khác giảng các chủ đề, và cũng vì thầy đi vắng công việc. Cho hôm nay thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu Kinh Địa Tạng, một cái bộ kinh hết sức căn bản của Phật giáo Đại Thừa. Và bộ kinh này là nói rất là nhiều về nhân, về quả và của cái sự tu hành. Trước chúng ta đã nghiên cứu qua cái phẩm thứ tư có tựa đề là Nghiệp Cảm của Chúng Sinh. Thì chúng ta đã thấy chúng sinh chịu luân hồi nhiều kiếp, vào địa ngục, thoát địa ngục, lại vào địa ngục, vào ra liền liền. Mà trong kinh ấy, thì Đức Phật nói sao? Sớm thì ra, tối đã lại vào rồi. Chúng ta là như vậy đấy, sớm ra khỏi địa ngục, tối lại chui vào. Mãi khiến cho Bồ Tát Địa Tạng đến giờ chưa thành Phật được là vì chính chúng ta đấy. Bồ Tát Địa Tạng chưa thành Phật được vì mình đấy.
Khởi được một ý nghĩ thiện được một lúc thì lại ý nghĩ ác lại ập về. Thế chúng ta thấy, cho nên là Bồ Tát Địa Tạng rất vất vả, nghe không? Ngài vất vả lắm, nhưng Ngài không kêu, không than vãn gì cả. Vì cái chúng sinh mình ương bướng khó độ là thế đó, nghe không? Hôm nay chúng ta sang cái phẩm tiếp theo, phẩm thứ 5. Cái tựa đề là danh hiệu của các cái địa ngục. Chúng ta cùng nhau đi du hí xuống địa ngục. Đại chúng nhất trí không? Đi xuống thăm địa ngục tí nhá. Thực ra là xuống được địa ngục cũng không phải dễ. Cũng dễ mà cũng không dễ. Trong kinh nói rồi, có hai hạng người vào địa ngục được thôi. Một là người tạo tội thì sẽ vào. Hai là các vị có đại nguyện lớn thì mới vào được. Thế còn chúng ta mà cũng nhằng nhàng thế này vào địa ngục thì cũng không phải là vào được ngay đâu. Đấy. Thế mà sinh lên chư thiên thì cũng chẳng chịu sinh. Đấy. Có khi mình làm ngã quỷ, mình làm súc sinh. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái địa ngục nó ra làm sao. Chúng ta thì thường ai đi học Phật thì cũng biết là có địa ngục. Bên Thiên Chúa giáo thì người ta gọi là hỏa ngục. Em không gọi địa ngục, hỏa ngục tức là cái ngục lửa. Có thiên đường và hỏa ngục. Thế còn đạo Phật mình gọi là địa ngục. Có thiên đường, đạo Phật cũng gọi là có thiên đường hay là chư thiên đấy, cõi trời. Nhưng ngoài ra còn có đến bốn cái cõi nữa thì mới gọi thành lục đạo. Bên Công giáo thì chỉ thấy có hai cõi, là một là thiên đường, hai là hỏa ngục thôi. Còn mình thì thấy Phật là thấy rõ là có lục đạo luân hồi. Đã, mình thấy nhiều hơn, tức là thấy đầy đủ hơn. Thì hôm nay chúng ta cùng với Bồ Tát Địa Tạng, với các Bồ Tát thì xuống thăm xem các địa ngục như thế nào nhé. Danh hiệu các địa ngục thế nào, ở trong đấy nó ra làm sao. Nhà, đi thăm để rồi mình lựa xem mình có nên vào cái địa ngục nào không. Hay là thôi tránh hết. Đấy. Thì chúng ta vào cái phẩm thứ 5, danh hiệu của các địa ngục. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Kính thưa nhân giả, xin Ngài hãy vì trời, rồng bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sinh bị tội khổ ở trong cõi Sa Bà cùng cõi Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Thì lúc này Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là Ngài nào? Là cái Ngài mà chúng ta thường nhìn thấy tượng của Ngài, mà Ngài cưỡi con voi có 6 cái ngà đấy. Ngài này có cái hạnh nguyện rất là lớn lao, cho nên cũng gọi được gọi là đại gì? Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đấy. Nam mô đại hạnh, Ngài có cái hạnh nguyện rất là lớn lao, là đi vào, cũng đi vào trong chúng sinh để độ chúng sinh. Đấy. Cái con voi 6 ngà đấy, con voi 6 ngà chúng ta thấy ở trên tượng hay tranh vẽ Ngài đấy, là biểu tượng của cái gì? Là của cái lục độ đấy. Ngài lấy lục độ Ngài tu để đi vào trong nhân gian để cứu độ chúng sinh. Đấy, nếu chúng ta mà cũng thực hành lục độ thì cũng đang thực hành cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Đấy, Bồ Tát Phổ Hiền là những cái việc đó. Lấy cưỡi con voi 6 ngà để mà đi vào trong chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thì 6 cái ngà này chính là lục độ, là bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và trí tuệ độ. Nghe không? Đấy, con 6 cái ngà đấy chứ không phải Ngài thích cưỡi con voi 6 ngà làm gì đâu. 6 cái ngà là 6 cái độ để mà độ mình và độ người. Nghe không? Đó, chúng ta nhớ cái hình tượng như thế nhé. Trong Phật giáo mình ấy, có những cái nó là biểu tượng. Nghe không? Hay Bồ Tát Văn Thù cưỡi con sư tử, rồi tay Ngài cầm một cái kiếm. Thì không phải Ngài cầm kiếm để đi ra trận đánh giết ai, mà cái kiếm này gọi là kiếm trí tuệ để diệt kẻ thù vô minh, giặc vô minh, diệt những cái tâm si mê hắc ám của chúng ta.
Chúng ta nhớ thế, nghe không? Chứ và đã vào trong đạo Phật là không có đao kiếm, nhưng mà có đao kiếm là đao kiếm để diệt cái tội lỗi, cái tâm tối của tâm trí chúng ta, nghe không? Đấy là Bồ Tát Văn Thù. Thế thì ở đây á, là Ngài trong cái pháp hội này, lúc này là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đứng lên thưa hỏi. Đã, Ngài hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, trong một cái pháp hội rất nhiều chư vị Bồ Tát như thế, toàn là các bậc Đại Bồ Tát, thì Ngài Phổ Hiền đến phiên ai hỏi? Và ví dụ, hay nói giống như trong pháp hội nhà mình đây chẳng hạn, đến cái việc mà bàn về cái việc từ thiện chẳng hạn, thì có thể là chú sĩ đứng lên, vì đạo tràng chú làm từ thiện rất tốt, chú sẽ đứng lên chú thưa thầy về cái việc từ thiện thế nào. Hay là cái việc mà đi làm nghi lễ tốt thì đạo tràng từ tâm chẳng hạn đứng lên thưa hỏi. Hay là cái việc mà lên chùa chăm sóc cây cảnh thế nào thì đạo tràng Minh Đức lên hỏi, Minh Tâm lên hỏi chẳng hạn. Nên là mỗi người có một cái phận sự của mình, nghe không? Các vị Bồ Tát cũng thế. Những ai mà có cái năng lực về cái gì thì các ngài thường thưa hỏi về cái lĩnh vực đó, nghe không? Đó. Thế thì Ngài Phổ Hiền, Ngài đứng lên, Ngài hỏi Địa Tạng Bồ Tát này, thưa nhân giả, đã, thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục, đã, tôi xin Đức Địa Tạng hãy vì trời rồng bát bộ, tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai, hỏi cho tất cả các ông trời, cho đến thiên long, đấy, các vị trong bát bộ, cho đến chúng sinh hiện tại và chúng sinh vị lai, mà nói cho chúng tôi nghe về danh hiệu các cái địa ngục. Thì không biết nghe danh hiệu các địa ngục rồi để làm gì? À, cũng giống như là ở đây các Phật tử hỏi, thưa Thầy là ở cái phía Bắc này có những cái nhà tù nào đấy, nghe không? À, thế nói nghe nhà tù làm gì để biết, là cũng cẩn thận, không mình cũng có, không thì mình cũng lạc vào nhà tù đấy. Nghe không? Nhà tù Hoàng Tiến Hải Dương, nhà tù Lán 14 ở Hạ Long, ví dụ thế. Thầy cũng chỉ biết loanh quanh mấy cái nhà tù, Thầy chưa biết hết đâu. Nghe không? Thì cái nhà tù ấy là rốt tội nhân gì? À, tội nhân nào vào đấy? Thế để chúng mình kiểm xem mình có bị vào cái nhà tù hay không? Nghe không? Ta mà đủ duyên, ta cũng phải vào tù đấy. Nghe không? Đấy, Thầy cũng có duyên được đi vào tù mấy lần rồi. Các Phật tử, đúng thế đấy. Nhưng Thầy vào trong tù giảng Pháp. Cho nên Thầy cũng nói vui, tôi cũng vào tù rồi. Vào tù giảng Pháp cho các tù nhân nghe, các phạm nhân trong đấy nghe. Đấy, thì thưa đại chúng, thế thì Ngài Phổ Hiền hỏi Địa Tạng là xin Ngài nói giúp cho danh hiệu các địa ngục, nó làm sao, nó tại sao lại có những cái tên như thế, tên như thế là như thế nào, và nghe như thế để làm gì? Để chúng sinh, để chúng ta biết này, cẩn thận chớ bị lạc vào địa ngục, nghe không? Phải cẩn thận đấy, hễ mình làm thế này là có cái địa ngục này nó đợi đấy. Đó, thế thì địa ngục là cái chỗ thọ báo của chúng sinh tội khổ ở trong cõi Sa Bà này và trong các cõi. Đấy, cõi nào cũng có địa ngục, thưa đại chúng. Ở trong cái pháp giới này có bao nhiêu thế giới, phải không? Của chúng sinh thì đều có bấy nhiêu cái cõi địa ngục, chỉ trừ nơi cõi Phật. Và không có địa ngục thôi, không có đường ác. Còn đã có những thế giới của chúng sinh là đều có địa ngục hết. Đấy, cho nên nó nhiều địa ngục lắm, không phải một địa ngục. Cái thế giới này mà hoại, thì những chúng sinh trong cái địa ngục này mà chưa hết tội á, lại được chuyển tiếp sang cái thế giới khác để chịu tội tiếp, cho bao giờ hết thì thôi. Đó, bao giờ hết tội địa ngục thì thôi. Và xin Ngài nói cho những sự quả báo không lành làm cho chúng sinh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những cái quả báo đó. Chúng ta biết rõ để chúng ta sợ, để tránh. Tránh cái quả này. Tránh quả thì chúng ta phải làm sao? Phải tránh nhân. Muốn không bị dính vào cái quả báo này thì ta phải tránh cái nhân này đi. Cái nhân này sinh ra quả báo này thì ta tránh đi. Đó. Thế hôm nay chúng ta sẽ nghe về những cái địa ngục và những cái nhân nào thì vào cái địa ngục nào. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng, thưa nhân giả tức là cái người nhân từ, vào, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục.
cùng những sự về tội báo và ác báo. Ngài rất khiêm tốn, mặc dù trí tuệ Ngài thấy biết hết đấy, nhưng Ngài vẫn nói là tôi nương thần lực của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục. Đấy, thì chúng ta thấy các Bồ Tát rất khiêm hạ, nghe không? Khi mình thưa nói gì là tôi cũng nhờ đấy, nhờ oai lực của Phật, oai lực các Ngài tôi mới nói được, phải không? Cũng giống như thế, thưa đại chúng, cái này là cái chân thật thôi. Cũng giống như Thầy nói là Thầy trò mình xây được cái chùa này không phải tự mình tài ba gì đâu, phải nhờ công đức giáo dưỡng của chư Tôn Hòa Thượng. Từ xa xưa là tiền các vị tiền bối, xa xưa nữa là nhờ công đức của Phật, nhờ ơn của Phật, rồi đến các chư vị tổ sư tiền bối, rồi đến chư Hòa Thượng, ân sư vào giáo dưỡng các Phật tử được nghe. Thầy cũng thế, chứ không phải tự nói là tôi giỏi, tôi tài, tôi làm được cái chùa như này, tôi làm được công trình này kia, không phải. Đều là sự kết tinh của rất nhiều công đức của bao nhiêu người mới thành tựu, chứ mình không có là cái gì cả. Và thì chúng ta nhớ như thế, đừng ai bao giờ tự vỗ ngực mình là mình tài giỏi, tôi làm được tất cả, tôi thế này thế kia. Đấy là rất là dại. Phật đã dạy mình là nhân duyên, phải không? Nhân duyên chứ đâu có phải là một mình làm được. Đó, phải không? Cho nên cái chùa Ba Vàng mình thành tựu cũng thế. Thầy nói là do rất nhiều nhân duyên, vô lượng công đức, có sự giáo dưỡng của chư Tôn Đức Hòa Thượng. Các Ngài có khen đi chăng nữa, Thầy bảo không ạ, đây nhờ công đức các Hòa Thượng chúng con mới làm được một chút này. Phải không? Nhờ các Ngài hết. Đấy, nhờ Phật Tổ. Đấy, rồi chư Thiên, chư Thần, Bách Gia, hộ trì mới thành tựu được. Chứ không bao giờ nói là một mình mà làm nổi. Thì chúng ta học cái đức hạnh của chư vị Bồ Tát, các Ngài rất khiêm hạ. Để đến mình nói này cũng phải nhờ thần lực. Mà đúng là Thầy nói thế này cũng nhờ thần lực của Tam Bảo, chư Phật gia hộ mới nói được, chứ không thì có khi mở miệng không xong. Đây, các Phật tử nhớ thế, nghèo để cho nên Phật tử chúng ta học cái đức hạnh khiêm tốn các Ngài, để nó xóa cái bản ngã của mình đi nữa. Cái ngã của mình, nó hay chấp nó. Đó. Thế thì Ngài nói rằng Ngài nương thần lực của Phật, của Bồ Tát để nói cho rõ những cái địa ngục, những cái báo ứng. Bây giờ Ngài bắt đầu Ngài kể này, chúng ta cùng nghe. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Phương đông của cái cõi Diêm Phù Đề này, cái phương đông của cõi Diêm Phù Đề này, thôi phương đông thì cũng lấy cái phía mặt trời mọc đó, nghe không? Đó, có một cái dãy núi tên là Thiết Vi. Thiết Vi tức là, thiết là sắt đấy, vi tức là nó bao vây. Đấy, đó, một cái dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thăm thẳm, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Trong đó có một cái địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Đấy, trong cái núi Thiết Vi này có cái địa ngục tên là Cực Vô Gián. Vô Gián, Vô Gián, cái chữ Vô Gián thì trong Kinh Phật có cắt nghĩa nó chính là không giãn cách, liên tục. Gián tức là giãn cách, Vô Gián là không giãn cách. Không giãn cách cái gì? Nghĩa là tra tấn liên tục, không hở một giây phút nào. Như nhà tù mình ở trên trần gian này thì có đánh đập tội nhân thì cũng có lúc thôi, thấy không? Mà đánh mệt thì mấy anh quản ngục nó đánh mệt, tay nó cũng phải nghỉ thì tội nhân cũng được nghỉ. Nhưng mà ở trong cái địa ngục Cực Vô Gián là đánh liên tục luôn, tra tấn liên tục hết cái này đến tra tấn cái khác, không nghỉ mà. Chúng ta thấy sợ không? Đấy là Vô Gián. Vô Gián gì nữa? Nghĩa là thân thể của mình mà chui vào cái địa ngục ấy rồi là không hở một chỗ nào hết. Thân thể mình mà vào cái địa ngục đấy là nó không hở một chỗ nào. Một người vào thì cũng lấp đầy cả cái địa ngục, 10 người vào cũng lấp đầy cái địa ngục, kín khít. Đấy, đấy đại chúng, giờ tưởng tượng cái thân mình ngồi trong cái đại điện này mà tự nhiên nó lại phình ra, nó kín hết tất cả bốn xung quanh tường này. Một con kiến ở đâu nó đốt mình cũng đau, một con rết ở đâu nó đốt mình cũng đau. Wow. Đấy, thân càng to thì càng dễ đau. Đấy, thân mình bé bé thôi thì ít bị đau, to nhiều thì người ta tra tấn được nhiều. Đấy, thân mình nho nhỏ thì người ta chỉ mấy mũi giáo đâm vào thôi, còn thân mình mà đầy cả cái nhà như thế này thì chỗ nào ta cũng đâm được thì mình đau nhiều. Đấy, thì nó kín hết tất cả. Nó còn nhiều cái nghĩa nữa, tức là Vô Gián là như vậy đấy. Nhưng ta thấy bao nhiêu vào trong đấy cũng đủ, cũng kín hết liên tục.
Thế cái ngục này gọi là cực vô gián, nghĩa là cực, tức là còn hơn cả vô gián. Nghe không? Đấy. Cái ngục này rất lớn, nó nằm trong cái núi Thiết Vi. Cái núi này cực kỳ tăm tối, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Đó. Không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, như đêm tối thăm thẳm. Đấy, chúng ta thấy nếu bị vào cái địa ngục này là sẽ vào trong đó, rất sợ hãi. Chúng ta đi trong một cái đêm tối mịt mùng, phải không? Rất là đáng sợ. Lại có cái địa ngục tên là Đại A Tỳ. Đại A Tỳ, cái chữ A Tỳ này cũng là nghĩa là vô gián. Đó. Nhưng mà cái chỗ này là đại chứ không phải cực, nghĩa là nó cũng rất là kín khít, không xen hở. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác. Tứ Giác tức là nó có bốn cạnh, hay là bốn cái sừng. Giác này cũng có nghĩa là sừng, nhưng mà nghĩa là có bốn góc. Có ngục tên là Phi Đao. Phi Đao tức là trong cái ngục này là những cái mũi đao nó bay, nó liên tục hết đấy, bay ngược, bay xuôi, bay trên, bay dưới, tức là vào phải tội nhân là cứ tội nhân là cứ bị nó đâm vào người thôi, Phi Đao. Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn. Hỏa Tiễn tức là những cái mũi tên bằng lửa, nó bay, nó lửa cháy như này, nó bay trúng tội nhân là đốt cháy tội nhân. Chứ thấy sợ không? Bây giờ mình ngồi bình an thế này, nhưng mà bây giờ mà thầy nói về cái cảnh địa ngục nên nó nổi lên, chúng ta thấy sợ lắm. Vào thấy dao, những cái mũi dao nhọn hoắt trên nó bay, nó sắc bén thế, nó bay loáng xoàng ở đây cả, vèo vèo, mình thấy có sợ không? Không biết được làm mà tránh, mà chắc chắn là mình sẽ bị đâm thôi. Thế rồi mũi tên lửa nó bay vù vù vào. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, tức là núi bằng sắt. Có địa ngục tên là Thông Thương, tức là nó suốt hết tất cả. Đấy. Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, tức là xe bằng sắt. Địa ngục Thiết Sàng, tức là giường bằng sắt. Địa ngục tên là Thiết Ngưu, tức là châu bằng sắt. Địa ngục tên là Thiết Y, tức là áo bằng sắt. Đấy. Ví dụ như địa ngục Thiết Y, áo bằng sắt là sao? Chúng tội nhân mà vào cái địa ngục này thì tự nhiên ấy là có những cái miếng vải rất là đẹp nó đến một cái thì là tự nhiên mình thích mình ôm cái vào cái là lập tức nó biến thành sắt và nó nóng đỏ lên, nó giống như là dây mai so nóng đỏ lên, nó đốt cháy mình. Đây, nó này như thế đấy. Đấy gọi là y bằng sắt, thiết y. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư, tức là cái lò lửa bằng sắt. Đây. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, tức là đồng nấu chảy ra. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ. Đấy, tức là cái cột Bảo Trụ, tức là cái cột mà nó thẳng như này. Thế rồi nó cũng nóng đỏ lên, tội nhân đến cũng ôm vào cái cột đó. Có địa ngục tên là Lưu Hỏa. Lưu Hỏa tức là dòng nước, mà nước bằng lửa, tức là lửa nó chảy đấy. Đại chúng nhìn là cái lò gang thép Thái Nguyên ấy. Ai làm gang thép Thái Nguyên mà khi mà người ta đổ cái nước thép chảy ra đấy, đấy là lưu hỏa đấy, nó chảy thành dòng như thế, lửa chảy thành dòng, mà chúng ta sờ vào cái nước thép chảy thì sao? Cháy ngay tức khắc, đấy, sợ không? Bây giờ chúng ta mà chúng ấy có Phật tử nào làm gang thép Thái Nguyên biết rồi, đứng cạnh cái lò mà nấu chảy thép ra, bây giờ mà lỡ mình rơi vào cái đấy thì còn gì không? Rơi vào trong cái máng chảy thép chảy nóng đỏ đấy, mình liệu sống nổi không? Chắc chết. Đó. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt. Canh Thiệt tức là gì? Họ kéo cái lưỡi của mình ra, xong họ cho trâu nó mới cày ở trên cái lưỡi đấy. Cái lưỡi của mình làm sao kéo được, nhưng mà xuống địa ngục nó là được. Cái lưỡi mình ở đây nó bé bé thế này thôi, bằng ba ngón tay thôi, nhưng xuống địa ngục ấy là kéo dài ra bao nhiêu cũng được ấy. Nó kéo cái lưỡi rộng bằng cả cái sàn nhà chánh điện này cũng được, xong bắt đầu cho trâu nó cày đi cày lại. Đấy, chúng thấy không? Đấy, cái tội cái lưỡi mình ấy, nó không vừa đâu. Cái lưỡi nó bé bé này nhưng mà nó làm nhiều chuyện tày đình. Đấy, đại chúng thấy không? Gian ngoan xảo trá lọc lừa, vu oan giáo hỏa, vào ăn không nói có. Ở cái lưỡi này, lừa trên vào, nịnh trên lừa dưới vào, người ta gọi thượng đội hạ đạp, ở cái lưỡi này hết đấy. Tội vô cùng lớn, cho nên xuống đấy nó phải kéo ra. Cái lưỡi này nó kéo ra như là cái kẹo cao su đấy, xong rồi nó mới cày cho con trâu, sắt nó cày ở trên ấy. Người ta thấy có đau không? Ai bị nhiệt lưỡi một tí có thấy đau không? Đau lắm. Thế mà bây giờ lại bị kéo lưỡi ra, xong rồi được cày sới trên đó. Đấy, cái tội ở cái lưỡi Canh Thiệt này đó, tội cái địa ngục Canh Thiệt.
Có địa ngục tên là tỏa thủ, tức là chặt đầu, xuống đấy là cứ bị chặt đầu. Có địa ngục tên là thiêu cước, tức là đốt chân. Vào trong địa ngục này là hai chân là cứ bị đốt cháy, không biết đốt cho cháy cụt hai chân thôi. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn, tức là ăn mắt. Đó. Thì có những cái con chim đại bàng bằng sắt ấy, nó bậu vào hai vai mình xong rồi nó móc cái mỏ đây, nó móc mắt mình ra nó ăn. Ăn xong rồi nó hút luôn cái nước mắt ấy, dịch mắt ấy. Đấy, con chim nó bay nó xa xa. Mà chúng ta biết là những cái loài mà quỷ quái ở trong địa ngục nó có tình cảm gì đâu. Không bao giờ xuống địa ngục mà đút nót nó được, mà nói hay nói ngọt mà nó nghe đâu. Đấy, chứ trong cái ngục trần gian nhà mình, mấy nhà tù này, và mấy cô gái vào nói ngọt, có khi mấy anh mà quản giáo anh có thể còn tra tấn nhẹ nhẹ, hay là mấy cái anh công an mà người ta đánh ở đấy, người ta đánh nhẹ tay. Nhưng xuống địa ngục không có, không thể nói ngọt, không thể đút lót được. Địa ngục là không có chuyện đó. Đấy, đại chúng thấy tại sao địa ngục lại không có chuyện đó? Nhân gian mình có thể có, địa ngục không có. Vì sao? Vì địa ngục là quả báo, địa ngục là chiêu cảm. Nghe không? Cái trần gian này cũng vẫn còn là chỗ chúng ta gây nhân. Chúng ta đây là còn chỗ gây nhân, cho nên có thể thế này, có thể thế kia. Xuống địa ngục là chỗ trả quả, hoàn toàn là chỉ trả quả, không thể nào mà khác được. Không thể nào xuống đấy để mà nói ngon, nói ngọt với lại cả quỷ sứ ở đấy. Thôi tha cho tôi vào, không có. Móc mắt là nó móc mắt, mấy con chim mấy bảo móc, mà nó móc mắt là móc mắt, nó không tha. Sợ. Ê, chúng ta xuống một cái chỗ mà nó lạnh lùng như thế có sợ không? Nó không có tình. Xuống địa ngục là không có tình nữa thật. Cho nên hôm rồi có cái tác giả họ viết cái bài Âm luật vô tình đấy. Cái câu chuyện âm luật vô tình là cái cõi âm nó vô tình. Trên dương gian mình còn có tí tình, xuống dưới âm phủ chứ không có tình gì hết. Xuống đấy là tội nào là báo ấy, không tha được. Đại chúng thấy không? Hết sức cẩn thận nha. Đi vào cái chỗ mà chúng ta thấy, vào cái chỗ mà nó cứ lạnh lùng như thế có sợ không? Lạnh lùng thế đấy. À, trên trần này thì gặp mấy chú có gì thì đấy, đi đường mình gặp cảnh sát nó bắt lại mà xuống xin xỏ khi nó con chó. Hay xuống dưới âm phủ thì đừng có nói chuyện đấy. Bắt là bắt, tra tấn là tra tấn, cũng xin xỏ được đấy. Đấy, nó không có tình. À. Lại có cái địa ngục tên là thiết hoàn tức là những viên sắt nóng. Viên sắt nó to, nó như quả trứng mà nó nóng đỏ đấy. Bắt tội nhân làm gì? Há miệng ra xong nó đổ cái hoàn sắt nóng vào trong người, trong miệng mình. Có địa ngục tên là chánh luận. Trong cái địa ngục này là chúng sinh vào cái địa ngục này suốt ngày là đánh cãi chửi nhau. Cái nghiệp nó khiến là cứ đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau. Có địa ngục thế. Có địa ngục tên là đa sân. Địa ngục này là nhốt toàn những chúng sinh do ở trên trần gian này sân hận. Đấy, vào cái địa ngục này. Vân vân. Thì chúng ta thấy rất nhiều tên các cái địa ngục. Mỗi cái địa ngục ấy là sao? Đều chiêu cảm những cái tội của mình ở trên dương gian này khi mình hành. Thế nhưng mà đại chúng thấy thế nào? Trong một đời chúng ta hành biết bao nhiêu nghiệp ác. Chưa, nếu không sám hối này, không tu tập chuyển hóa thì quả nó sẽ đợi ở dưới địa ngục. Nó sẽ đợi ở dưới đó. Mình phải xuống mới trả đủ. Hôm nay thì mình vào địa ngục này, ngày mai mình trả hết cái tội ấy, mình sang cái địa ngục kia để trả cái tội kia. Hôm nay mình chửi mẹ mình, đúng không? Thế, xong ngày mai đi ăn cắp đồ của chùa, thế thì trả hết cái tội chửi mẹ bất hiếu ở cái địa ngục này, xong một cái lại chạy tiếp sang cái địa ngục kia để trả cái tội ăn cắp của Tam Bảo, ví dụ thế. Đấy, nó liên tục như vậy đó. Đấy, chúng ta thấy sợ không? Liên tục. Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn. Trong cái dãy núi Thiết Vi này có những cái địa ngục như thế nhiều vô hạn, nhiều lắm. Tại sao mà lại nhiều? Vì chúng ta nghĩ mà xem, chúng sinh như chúng ta nhiều biết bao nhiêu. Đây là riêng loài người, giờ thế giới đã bao nhiêu tỷ người rồi. Còn các cái loài khác cũng đang tạo nghiệp. Phải không? Mỗi loài đều đang tạo nghiệp. Cho nên chết rồi vào địa ngục,
Đấy. Thế thì những cái nghiệp ấy nó nhiều lắm. Để đại chúng kể ra mà xem. Trong cái bộ luật hình sự của nước mình thôi cũng đã kể ra biết bao nhiêu tội rồi. Để đủ thứ tội. Wow. Tội nó còn có tiểu tiết, chi tiết những cái tội này, tội khác. Wow. Thế thì trong ngục cũng thế. Bao nhiêu cái tâm bất thiện của mình nó sẽ có những cái chiêu cảm, những cái cảm quả báo ở trong địa ngục như thế. Vậy cho nên địa ngục nhiều là vì tâm tưởng của chúng sinh nhiều, ác tâm của mình nhiều, nó sẽ có. Thưa nhân giả, lại có những địa ngục kiếu oán, địa ngục bạt thiệt, cắt lưỡi, địa ngục phần niếu, tức là phân tiểu. Cái địa ngục phân tiểu là mình vào địa ngục ấy là bị dìm xuống trong một cái biển toàn là phân với nước tiểu. Đấy. Hôm trước có một Phật tử lên bạch Thầy là nằm mộng thấy mình đi trong một cái dòng sông toàn là phân với tiểu thôi. Sợ quá, đấy, hoảng hốt. Tự nhiên thấy mình đi ngập trong một cái dòng sông toàn là phân với nước tiểu, nó kinh khủng, khủng khiếp. Đấy cũng có thể là một cái ảnh tượng trong địa ngục mà mình được thấy. Là do một cái nghiệp của mình nó hiện ra đấy. Cho nên là phải lo tu ngay. Người này làm nhiều những cái việc ô nhiễm, hoàng, đấy, ô nhiễm, không thanh tịnh sẽ phải vào cái địa ngục phân niếu này. Đó. Lại có địa ngục hỏa tượng. Hỏa tượng tức là voi lửa. Có địa ngục hỏa cẩu, chó lửa. Địa ngục hỏa mã là ngựa lửa. Địa ngục hỏa ngưu là trâu lửa. Địa ngục hỏa sơn, đấy, núi lửa. Địa ngục hỏa thạch, đá lửa. Hỏa sàng, hỏa lương, hỏa ưng, đấy, rất là nhiều những cái địa ấy. Đấy, có cái chữ hỏa này là kèm theo cái gì? Cái tính sân hận của mình đấy. Chúng ta thấy một cái tính sân hận của mình nó tạo ra biết bao nhiêu là tội. Bực rồi, giận rồi, thù rồi là làm biết bao nhiêu tội. Nghe không? Đấy, bây giờ ví dụ như là mình ghét cái cô tình nhân của ông chồng mình, thù nó, chúng ta thấy có thể làm bao nhiêu tội không? Tạt axit cũng có, vu oan cho nó cũng đó, kéo ra giữa đường lột quần đồ áo đánh ta cũng có, bôi nhục họ, làm nhục mạ họ cũng có, và đến nhà phá cửa người ta cũng có, chỉ vì một cái tội ý thôi, một cái bực cái thôi, cho nên nó mới lắm cái chữ hỏa này thế đấy. Và hỏa mã, hỏa cẩu, hỏa khiếc, cái gì cũng có hỏa, có lửa trước hết đấy, cái lửa sân của mình này. Nghe không? Một cái lòng bực, một cái lòng thù giận sinh ra vô lượng vô biên tội. Đấy, nghe không? Bực rồi, giận rồi, thù rồi là làm bao nhiêu chuyện hại được người ta thì thôi. Phải không? Vu oan người ta cũng có, đánh đập người ta cũng có, chém giết người ta cũng có, phá hại người ta cũng có, nhục mạ người ta cũng có, vì ghét, vì thù, vì giận người ta thôi. Đó, biết bao nhiêu chuyện. Cho nên nó mới lắm cái ngục có chữ hỏa thế này. Rồi lại có địa ngục nữa là gì? Cứ nhà là cưa răng. Xuống địa ngục này là nó banh miệng mình ra, bắt đầu nó lấy cái cưa, nó cò cưa cái răng của mình. Đấy, đại chúng thấy sợ không? Bây giờ mình đi nhổ răng mà mấy ông bác sĩ ông mới làm không tiêm thuốc tê thì mình chết dở. Phải nhổ cái răng phải tiêm thuốc tê. Nhưng mà xuống đây là không có thuốc tê, thuốc mê gì cả. Cứ thế là nó cò cưa đấy. Đấy, khủng khiếp luôn. Mà cưa răng. Rồi địa ngục gì? Bác bì tức là lột da mình ra. Đấy, nó lọc da mình ra đấy. Đấy, ai hay mà lột da thú vật ấy, xuống đây sẽ vào cái địa ngục bác bì này. Địa ngục ẩm huyết. Ẩm huyết là uống máu. Mình bị người ta uống máu. Đó, có những con chim, những cái con thú nó cắm cái vòi vào người mình, nó hút máu mình, uống máu. Địa ngục thiêu thủ. Thiêu thủ tức là đốt đầu. Địa ngục thiêu cước là đốt chân. Địa ngục hỏa ốc, thiết ốc, hỏa lang, rất là nhiều. Đó. Thưa nhân giả, những cái địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000. Trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Trong cái địa ngục lớn lại có nhiều nhiều địa ngục nhỏ. Giống như nhà tù mình đấy, chia phân loại rất nhiều các cái buồng giam từng các loại tội nhân khác nhau. Nhưng trong địa ngục nhiều hơn như thế. Vì trần gian mình là do mình làm, chưa thể đầy đủ được những cái quả báo dưới địa ngục. Dưới địa ngục quả báo thì không thiếu và không sai.
À, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Đấy, thưa đại chúng, vậy cái địa ngục ở đâu? Nói như thế không phải là nó sẵn sàng có cái địa ngục ở đâu. Tất cả những cái địa ngục này đều do chính chúng ta làm và nó chiêu cảm lên như vậy. Hôm nay mình làm một cái việc ác, đáng tội địa ngục là ở cõi âm nó đã xuất hiện một cái ngục cho mình rồi. Hôm nay mình làm một cái việc thiện, Thầy lấy ví dụ như trong niệm Phật thập yếu nói đó, hôm nay mình nhất tâm thanh tịnh niệm Phật thì cõi Tây Phương mọc một gì? Một bông hoa sen ở trên ao nước, ao bát công đức đấy. Vào, sẽ mọc một bông hoa sen. Đây, hiểu không? Thì nó tương ứng, nó cảm ứng nhau, nó cảm ứng với nhau. Thì cho nên cái địa ngục đó, không phải là ai xây sẵn cho mình mà do chính mình đang kiến tạo. Hàng ngày, hàng giờ mình đang kiến tạo, nếu mình tạo những điều ác, mình tạo nghiệp ác. Và ba nghiệp mình nghĩ ác, nói ác, làm ác thì mình đang kiến tạo cái địa ngục đó. Mai mốt mình chết một cái, thần hồn sẽ vào đúng cái địa ngục đó. Nào, rồi địa ngục ấy như thế nào, bao nhiêu buồng, bao nhiêu phòng là mình vào cho đủ buồng phòng của mình. Cho nên đấy, ở đây Ngài Địa Tạng nói đây là đều do chúng sinh chiêu cảm. Chiêu tức là mình vời đến, và cảm là cảm ứng ra. Nghe không? Đấy, cảm ứng ra. Cũng giống như người ta nói, ngày làm sao thì làm sao? Đêm gì? Chiêm bao làm vậy. Ban ngày như thế nào thì đêm chiêm bao như vậy đó. Tối mình chiêm bao đấy cũng là chiêu cảm mà ra. Ban ngày mình làm những việc ác độc thì tối mình tự nhiên mình ngủ mình chiêu cảm ra những cái cảnh nó hung dữ. Đấy, thì cái địa ngục của mình cũng thế đấy. Nhưng thưa các Phật tử, chúng ta thấy buổi đêm chúng ta nằm mộng, chúng ta gặp ác mộng, chúng ta có sợ không? Có đau khổ không? À, cũng đau khổ, cũng khóc lóc, cũng van xin đủ thứ đấy. Địa ngục cũng vậy đó. Mà đi khi đã vào cảnh rồi thì nó là thật thôi, không phải mộng nữa đâu. Nghe không? À, mình còn sống trên dương gian này này, tối cái là có thể mình thấy cảnh địa ngục đấy. Rồi vào địa ngục như thế mình cũng sợ. À, nhưng mà đến khi mà bỏ thân này rồi là vào cảnh địa ngục, nó biến ra thật đó. Đó, chúng ta sẽ chiêu cảm vào đó, không thoát được. Đấy. Thì đại chúng phải thấy thế, địa ngục là do mình tạo đấy. Rồi thiên đường cũng thế thôi, cõi Phật cũng thế đấy. Cho nên ấy, trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy sao? Nhất thiết duy tâm tạo. Thiên đường hay địa ngục đều tâm này mà ra. Nghe không? À, dù là Phật hay là ma, một tâm ấy mà ra, cái tâm của mình đấy. Thế chúng ta thấy không? Thưa nhân giả, cái nghiệp lực ấy, nó rất lớn, có thể sánh như núi Tu Di, có thể sâu như biển cả và ngăn che được cả đạo thánh. Ngài Địa Tạng nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa Ngài, cái nghiệp lực nó lớn lắm. Đấy, nghiệp lực lớn lắm. Lớn như núi Tu Di, có thể hơn núi Tu Di, mà sâu sâu hơn biển cả. Đó. Cho nên Đức Phật ấy, có ba điều gọi là tam bất năng. Trong đó có một điều là Phật không thể cứu được cái định nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh đã tạo nghiệp mà thành định nghiệp là Phật không cứu được. Đấy. Còn cái gì Phật cũng có thể có phương tiện để cứu nha. Nhưng mà đã tạo ác nghiệp mà nó cực ác rồi, thành định nghiệp rồi, Phật không thể cứu được. Đấy, đại chúng nhớ chưa? Như vậy Phật còn không thể cứu thì có ai cứu được nữa không? Không ai cứu được. Không Chúa Trời Thánh Thần nào cứu được. Phật mà bảo tôi cũng bó tay cái nghiệp này, định nghiệp rồi, không cứu được thì không ai cứu được nữa nha. Vậy bây giờ chỉ còn ai cứu thôi, chỉ còn mình cứu mình đấy thôi. Đừng tạo cái nghiệp ấy nữa, đừng tạo ác nghiệp ấy, là mình tự cứu. Phải không? Chứ mình tạo một cái nghiệp nặng rồi thì Phật cũng không cứu được. Thế cho nên ở đây thì Ngài Địa Tạng nói: thưa Phổ Hiền Bồ Tát ấy, là cái nghiệp lực nó lớn lắm, nói với Ngài, hơn núi Tu Di, hơn cả biển cả, và nó chướng ngại thánh đạo. Cho nên tại sao chúng ta tu đạo mà tu mãi không thành đạo? Vì cái nghiệp này nó chướng ngại, nó ngăn che. À, muốn lên tụng kinh thì làm sao, nó cứ bịt mắt mình vào, lại đi buồn ngủ. Bình thường á,
ngồi mà nói chuyện, gọi là nói chuyện gì, chuyện dây cà dây muống thì ngồi thức đến 1-2 giờ đêm không buồn ngủ. Nhưng mà dù bảo đi tụng kinh thì tự nhiên mắt nó nhắm tịt lại. Chúng ta thấy nó chướng ngại chưa? À, dông dài thời gian ấy, ngồi thì chả có vấn đề gì. Chuyện của người ta gọi là buôn dưa lê thì nhiều. Wow. Thế nhưng mà bây giờ bảo dù đi chùa thì tự nhiên lại sinh ra việc bận. À, bảo chiều nay là hôm nay là mùng 8 có khóa tu chùa thì tự nhiên hôm nay nó sinh ra cái chuyện gì đấy, không đi tu được. Bình thường thì chả có chuyện gì. Tự nhiên mày bảo đi tu thì tiện thằng cháu ở nhà nó đau bụng, ví dụ thế. Nó chướng ngại đấy. Các Phật tử không? Các Phật tử để nói để kiểm nghiệm cái nghiệp chướng của mình. Khởi tâm tu hành mà bị chướng ngại, cái này ngại, cái này che thì biết đây là nghiệp của mình đấy. Đừng đổ tại ông xã hay đổ tại ai cả. Nghe không? Mà nghiệp của mình nó ngăn mình đấy. Đây cho nên đây mới là nghiệp nó chướng ngại cả thánh đạo. Chướng ngại thánh đạo. Mình muốn đi tu thì nó làm thế nào để mình không đi tu được? Cái nghiệp nó ghê không? Đấy, đấy, đại chúng mình nhớ thế đó. Ừ. Vậy đấy, mình phát cái nguyện này nó làm cho mình không thực hiện được. À, ví dụ như Thầy nói ở chùa có sư bác thì phát nguyện là chiều nay nhịn ăn không ăn, thì tự nhiên chiều nay thì ông chỉ khổ đi mua toàn đồ ngon về thôi. Vào nào là sữa chua, nào là kem sô-cô-la ngon thế này không ăn, mà toàn thứ mình thèm ăn, thích ăn thôi. Không chịu được. Đang nguyện bảo chiều nay con nhịn ăn như thế, thì chiều nay ông lại đi đâu ông, có ai cúng đấy, toàn đồ ngon đấy, thế nào thèm quá lại không chịu được, lại phá, lại ăn. Đấy, thế đại chúng thấy nghiệp chưa? Đấy. Thế bảo là con phát nguyện là một tuần này là con nhẫn nhục, ai mắng, ai chửi gì con cũng nhịn hết. Wow. Đấy. Thế thì đến lúc nó lại xảy ra chuyện, cuối cùng lại không nhẫn được. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, để chúng ta biết chướng ngại thánh đạo. Cho nên đại chúng trong việc tu hành của mình này này, kiểm nghiệm là mình biết mình nặng nghiệp hay nhẹ nghiệp là biết ngay. Mình có thuận duyên với việc tu tập hay không là biết. Thế nhưng mà nếu như thế mà mình biết mình chướng ngại nhiều mà mình nản chí là mình không bao giờ mình chuyển được nghiệp. Phải quyết tâm. Đấy, chỗ này là phải đặt quyết tâm đây này. Quyết tâm chuyển nghiệp. Đấy, nghe không? Thế như ở chùa mình đấy, có mấy sư bác sư chú mà cái nghiệp ái dục nó nặng, thầy bảo thôi phát nguyện nhịn ăn. Nghe không? Nhưng mà các chú thì tính xin nhịn ăn luôn mấy tuần luôn, thầy bảo thôi cứ nhịn một tuần đã để đỡ thành cái nghiệp phá nguyện. Nhịn được một tuần rồi lại xin nhịn tiếp. Nghe không? Thì mình không bị tạo thành cái nghiệp là phá cái lời nguyện của mình. Chứ là xin ngay và cho con nhịn luôn 3 tuần nhưng mà nhịn mới được có 9 ngày cái là thối tâm rồi không nhịn được nữa. Thế là thành ra phá nguyện. Mà phá nguyện nó thành một cái nghiệp phá nguyện. Cho nên chúng ta lượng cái sức của mình làm được đến đâu mình gắng làm đến đấy cho tròn. Thì mình tạo thành cái nghiệp là gì? Thành tựu, thành đạt. Nghe không? Đấy. Ở chùa mình giờ có chú cư sĩ đã nhịn ăn đến giờ là 44 ngày rồi đấy. Đấy, đại chúng thấy rất là, cũng là quyết chí đấy. Đấy. Đang phấn đấu nhịn 49 ngày. Tuyệt thực. À, cũng là cái luyện trí. À, đấy, thì thưa đại chúng, để thắng cái ham muốn của mình. Thắng cái ham muốn của mình. Cái ham muốn của mình nó gớm lắm. Trong năm cái dục thì nói như thế, nhưng cái dục về ăn uống là đứng đầu. Cái ham ăn, ham uống đứng đầu. Mà trị được cái ham ăn, ham uống thì những cái kia sẽ có thể trị được. Đó, thưa đại chúng. Đấy, thế thì để chúng ta nói thế nào là chướng ngại. Cái nghiệp nó chướng ngại thánh đạo. Cái việc tu tập, việc hành thiện của mình cũng có thể bị chướng ngại. Đại chúng kiểm nhé. Đấy, cho nên ai mà gặp chướng ngại nhiều thì biết là mình đã trước đây mình gây chướng ngại cho người khác hoặc là mình phỉ báng cái việc tu tập. Nghe không? Mình chống lại cái việc tu tập của người. Cho nên bây giờ mình bị chướng ngại. Thế thì mình phải nhất tâm sám hối và quyết chí lập nguyện mới chuyển được. Chứ mà gặp chướng ngại một lần, hai lần bỏ luôn là sau này vĩnh viễn mình không thể thắng được nó. Đấy. Cho nên cái nghiệp lực nó ghê gớm lắm. Ngài Địa Tạng nói là thưa nhân giả, cái nghiệp lực nó lớn lao lắm. Nó chướng ngại cả thánh đạo đấy. Đấy. Chứ không phải chuyện thường đâu. Đạo thánh nó cũng chướng ngại đấy. Đừng tưởng ai. Đi theo Phật, đi quy y rồi nó cũng vẫn chướng ngại chứ đừng phải nó tha đâu. Nó không tha đâu. Nhá. Cho nên chúng ta phải lập chí lập nguyện cho vững vàng, quyết tâm quyết chí.
Đấy, hành, nghe không? Mình sẽ mới có thể chuyển hóa được nó, chứ không thì vĩnh viễn mình không chuyển được nó. Vì thế, chúng sinh chớ khinh điều tội nhỏ mà cho là không có tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy. Ngài Địa Tạng ấy căn dặn, nói với Bồ Tát Phổ Hiền nhưng mà nói với chúng ta. Vì thế chúng sinh ấy, chớ có khinh những điều lỗi nhỏ mà cho là không có tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy. Mảy mún đều phải chịu lấy. Không phải chuyện đơn giản. Không phải đơn giản. Nhỏ cũng có báo, lớn cũng báo mà nhỏ cũng báo. Nó báo trong đời này hay hết đời này, ở đời sau nó báo. Tội nặng thì vào địa ngục, và tội vừa thì làm ngã quỷ, rồi làm súc sinh. Nó có hết cái báo đấy, thưa đại chúng. Chứ không phải không có báo. Cho nên có nhân là có quả. Có tội là có báo, không thể thoát được. Thế thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đừng xem thường tội nhỏ. Cứ nghĩ cái tội nhỏ tôi cứ làm, nhưng mà sao? Tôi làm nhiều lần tội nhỏ thì thành tội lớn. Tích tiểu thành đại, tích gió thành bão. Tội nhỏ mà làm nhiều lần nó thành nặng. Có phải không? Đấy, đây Thầy kể câu chuyện vui thôi. Phòng văn hóa, bạch Thầy là cái ảnh của Thầy á, chụp thì có ảnh thì Thầy quay đầu thế này. Thế thì là nó không có đẹp. Thế ông bảo, thế để con cắt cái đầu này của Thầy xong con dán sang cái ảnh bên này. Ôi dồi, Thầy giật mình, Thầy bảo ôi dồi. Nói vui. Ông này ông phải sám hối ngay cái tội này. Ông này ông đem cắt đầu Thầy. Nguy hiểm không? Chỉ là lời nói thôi, nhưng mà nó cũng có cái báo. Thầy bảo ông phải sám hối ngay. Tuy là làm ảnh nên cho nên Thầy bảo yêu cầu phòng văn hóa. Các ông ở phòng văn hóa này không được phép đem hình ảnh của Phật này, các vị Bồ Tát Thánh Nhân của Thầy Tổ mình mà đem lên trên hình rồi cắt cái đầu này băng sang đầu kia. Nghe chưa? Cắt ghép thế là sau mình cũng có những cái báo không có tốt. Nghe chưa? Ảnh chư Phật Bồ Tát Thánh Nhân không được mình xúc phạm vào. Nghe chưa? Ảnh Phật, tượng Phật, trong kinh Phật nói đấy, không được tạc tượng Phật bán thân hay là có mỗi cái cổ này thôi, phạm tội hết. Ai mà tạc tượng Phật thế đều có tội hết. Tượng Phật phải tạc cho đầy đủ. Nghe không? Không được bán thân giống như tượng người trần gian hay là có mỗi cái cổ này này, phạm tội đấy. Đấy, nghe không? Hay tượng Phật như thế mà mình đem mình cắt tay này, cắt đầu đi các đó, lúc đã thành tượng rồi, thành thân rồi, đã để vào thành hình lễ bái rồi là không được. Nghe chưa? Lúc còn đang chế tạo thì Thầy không nói, nhưng mà đã thành hình để người ta lễ bái biết rồi là không được. Cẩn thận chứ không nguy hiểm. Nghe không? Nhá. Cho nên mấy bác làm ở phòng văn hóa tới ảnh Thầy đừng có đem cắt đầu cắt tay. Mai mốt là mắc báo chết đấy. Nghe không? Các bác thì vô tư lắm. Đấy, thưa đại chúng, một tâm niệm thôi. Cái câu mà nói giỡn mà vô tâm nó cũng có những cái báo đấy chứ không phải không đâu. Cho nên đấy, Bồ Tát dạy là các ông chúng sinh phải nhớ, tội nhỏ cũng thấy phải nên tránh. Đừng cho là không có tội. Nghe không? Đừng cho không có tội, cứ làm thoải mái. Đó, đến khi chết rồi đều có quả báo. Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng có thể chịu khổ thay nhau. Đấy, ở dương gian mình này này, có thể giúp nhau được, vất vả nặng nhọc gánh cho nhau được, mà có khi có thể chịu tội thay cũng được. Đấy, nghe không? Đấy, như Thúy Kiều gọi là đem mình để chuộc cha đấy, có thể được. Có thể có những nước người ta cho chuộc, chịu tội thay. Đấy là dương gian, cõi người mình. Nhưng mà âm phủ không thế được. Cho nên đây Ngài nói sao? Chí thân như cha với con. Đấy, cha con là ruột già, mẹ con là ruột già. Mà mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Đấy, chứ có phải lên lúc chết rồi làm mẹ kéo con đi cùng với nhau được đâu. Không đi được nhau. Đấy, ví dụ cùng một cái xe bị tai nạn, cả mẹ cả con cùng chết, nhưng mẹ cũng không thể túm con đi theo mình được. Nghiệp của mẹ đi theo đường của mẹ, nghiệp con đi theo đường của con, không dắt nhau đi cùng được. Ở trần gian này thì túm tay nhau, lôi nhau đi được, kéo nhau lên xe, lên thuyền với nhau được. Nhưng chết rồi
thần hồn ai theo nghiệp người nấy, gọi là thần thức đi theo nghiệp, không đi với nhau được. Dầu có gặp nhau cũng chẳng có thể chịu khổ thay nhau. Cha con gặp nhau, chồng vợ gặp nhau, mẹ con gặp nhau bảo con khổ quá cho mẹ chịu thay tí, không chịu được, không chịu thay nhau được. Đấy, đại chúng ta không đấy. Ngài Mục Kiều Liên nhìn thấy bà Thanh Đề quả báo làm ngã quỷ, Ngài có thể sẵn sàng Ngài chịu thay, nghe không? Nhưng mà sao? Không thay được, không thay được, phải chịu. Nghiệp ai nấy chịu, chúng ta thấy không? Cho nên là cái cõi âm nó vô tình là thế đấy, không thay được mà. Ở đây thì có thể chịu thay nhau được, nhưng có những cái không thay được, phải không? Có những cái mình không thay nhau được, ăn là không thay nhau được rồi, việc ăn, việc đại tiểu tiện là không thay nhau, cái đau, cái đớn là không thay nhau được rồi. Gánh vác có thể thay nhau được, phải không? Nhọc nhằn thay nhau được, còn có những cái không thay nhau được. Nhưng mà dưới địa ngục là những cái chuyện không có thay nhau được, ai nấy chịu, chúng ta thấy. Vậy đó, cho nên ấy, hiểu như vậy rồi, các Phật tử mới thấy chúng ta hết sức cẩn thận. Có nhiều người vì chồng, vì con tạo bao nhiêu ác nghiệp, nghĩ rằng là thôi chắc là sau cho mình làm thế này vì chồng, vì con, nhưng sau này tội mình chịu thôi. Ông chồng xuống đến âm phủ, ông lãng thắng ông đi thì mà kệ, bà ngày xưa bà giết gà, thì bà đi ăn trộm ăn cắp cho tôi để tôi uống rượu, bây giờ chịu bà vẫn phải chịu tôi, không chịu thay bà được. Đấy đấy, nghĩ là nghĩa vợ chồng vào Tào Khang, bây giờ tôi ngày xưa ở nhà tôi đi ăn trộm, tôi đi làm những cái điều ác để tôi có tiền cho ông ăn, ông nhậu, bây giờ tôi bị khổ đấy, ông phải xuống chịu thay tôi một tí chứ. Không, xuống đây ông chịu không được, mà ông muốn chịu cũng không chịu được. Đại chúng thấy không? Sợ không? Cho nên nay tôi nương oai lực của Đức Phật nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trông mong nhân giả tạm nghe lời đó. Tôi nói này là nói sơ lược thôi, chứ nói chi tiết thì chắc không biết bao nhiêu ngày tháng cho hết được. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của Ngài mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Thế Ngài Phổ Hiền nói là tôi biết rồi, tôi cũng là Bồ Tát, tôi cũng biết như Ngài đó. Nhưng mà tôi nói Ngài nói để Ngài tuyên dương ra để cho chúng Phật tử chùa Ba Vàng sau này nghe này. Vào tăng ni Phật tử Ba Vàng và khắp tất cả chúng nhân ở đây nghe cái thời mạt pháp mình nghe biết tránh. Làm sao? Biết để mà quy hướng Phật pháp tu hành. Đấy. Nhưng mà thấy không? Cho nên chúng thấy tất cả các Bồ Tát đều vì mình đúng không? Đấy, các cái bộ kinh Phật thuyết cũng vì mình thôi chứ có vì ai. Các ngài nhọc nhằn cả một đời thuyết pháp lăn lộn đây đó độ sinh đều vì mình hết á. Rất vất vả về mình. Nói ra để cho mình. Đấy. À, nếu mà chúng ta không nghe những cái bộ kinh này, không thấy nhân quả này thì mình còn trơ, mình chả sợ tội lỗi gì đâu. Có khi còn dám tuyên bố làm gì có tội lỗi gì cả. Mấy cái ông sư cứ suốt ngày dọa người ta, làm gì có tội. Đấy. Đấy, bây giờ còn có cái ông có viết hẳn cái quyển sách đấy. Ông trước ông về trong Yên Tử này này. Đấy, ông nói luôn, viết quyển sách ông nói chả có nhân quả gì cả. À, các chú nhớ cái ông gọi là ông Tuệ gì đấy. À, Duy Tuệ. À, đấy, ông nói chả có nhân quả tội lỗi gì cả. Thế có tệ không? Đó, chết giờ. Có những cái ngoại đạo, tà đạo nó cũng nói thế. Chết là hết mà làm gì có gì đâu mà phải sợ. Sống cho nó thoải mái đi. Đó, tuyên truyền những cái đạo lý như thế vô cùng nguy hiểm. Con mắt của những cái người đấy nó mờ tối, nó không thấy được, rất là sợ. Cho nên ở đây các Bồ Tát phải tuyên thuyết cái giáo lý này để chúng ta thấy mà cẩn thận, mà sợ. Nghe không? Rồi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc là có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa nó ăn. Cái tội kéo lưỡi cho trâu cày Thầy nói rồi. Còn có cái tội mà moi tim ra để cho quỷ dạ xoa nó ăn. Phải không? Những cái loại quỷ tay nó bằng sắt, nó chọc một cái là vào tim mình, nó dứt quả tim ra cho quỷ dạ xoa nó ăn.
cũng giống như mình hay mổ gà, moi tim gà ra đấy, nghe không? Đấy, thì đến lúc chúng ta xuống đấy nó cũng móc moi như thế. Hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân của người tội nhân, có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội nhân ôm lấy, neo lên. Hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tới tấp vào người tội nhân, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, nó gọi là địa ngục hàn băng, là băng giá. Vào đấy là lạnh, lạnh nứt nẻ hết thân thể, lạnh kinh khủng. Chúng ta bị một đêm mà nằm lạnh không có chăn, chúng ta đấy run cầm cập lên rồi, khủng khiếp thế nào. Mới đây vào cái địa ngục hàn băng này thì khủng khiếp lắm, nó thấu xương thấu tủy, kinh khủng. Hoặc cái địa ngục đầy vô hạn những đồ phân tiểu, hoặc có địa ngục lao đầy những cái gai trông sắt, có những địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, có địa ngục đốt chân tay, có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn cổ, có địa ngục xua đuổi cho sắt đến cắn, có địa ngục đóng ách lừa sắt. Đấy, có những cái địa ngục mà mình đóng cái ách vào cổ như con lừa bằng sắt ấy, ách bằng sắt nó đóng vào cổ mình. Thưa nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, vân vân. Những bốn loại khí cụ này là do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vời ra. Đấy, chúng ta thấy vào trong địa ngục là chó đồng, rắn sắt, lửa cháy, rồi đá, tất cả những cái đó ở đâu đều do hạnh nghiệp của mình mà nó cảm vời ra. Đấy, tội mình thế nào thì vào trong đó nó có cái hình thức trả quả như vậy. Và trong địa ngục nó có cái hình thức trả quả như vậy. Như vậy chúng ta mới thấy nhân quả quả thật không sai mảy may. Nghe không? Thầy vẫn thường lấy ví dụ để các Phật tử rất dễ hiểu cái chuyện này. Cái tâm mình như thế nào chiêu ra cái cảm, cái quả báo như thế. Quả báo như vậy. Thế chúng ta mới biết đây là một cõi duy tâm. Tất cả là duy tâm. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo trong địa ngục, thời trong mỗi ngục lại có 100.000 những thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Đã. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói, tôi mà nói ra thì không biết bao nhiêu, kẻ khổ trong địa ngục thì không biết bao nhiêu mà kẻ. Thực ra mà Thầy cũng nói là, mà kẻ mà chúng ta mà một phen được nhìn thấy cảnh địa ngục, một ngục, hai ngục thôi, thì cũng đủ cho mình tỉnh để tu cả đời đấy nhỉ. Các bạn, vì cái nghiệp mình hiện nay nó chưa tương ưng, nó cũng chưa đến nỗi ác để nhìn thấy địa ngục ngay. Nghe không? Đó. Mà mình thì cũng chắc cũng không dám làm ác đến nỗi như thế. Nghe không? Nhưng mà vẫn còn cái ác vừa vừa mình vẫn dám làm. Lơ lửng đấy. Nghe không? Và lâu, lâu lâu cũng lừa một tí, dối một tí. Nghe không? Nói bậy một tí, ví dụ thế. Đấy. Lăng nhằng. Mình bây giờ là Phật tử thì như thế đấy. Nếu bảo làm việc cực ác thì chắc không dám. Nhưng mà bảo cho phấn đấu, tu tập cho thuần thiện thì cũng lại chưa chịu. Đấy. Mình là cứ làng nhàng đấy. Cho nên Thầy cũng mong sao? Mong cho các Phật tử mình ai cũng nhìn được thấy cảnh địa ngục một tí. Nghe không? Nhìn thấy rồi là gắng sức tu hành. Nếm mùi địa ngục tí là sẽ gắng sức tu hành. Nghe không? Nhá. Bảo Thầy thấy mình lại mong các Phật tử nếm địa ngục một tí. Nếm một tí thì biết tu hành. Thưa nhân giả, nay tôi nương sức oai thần của Phật và nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ thì cả thời cùng kiếp nói cũng không hết về những cái địa ngục và cảnh khổ trong địa ngục. Ngài Địa Tạng thưa Phổ Hiền Bồ Tát như vậy. Đấy, kính thưa đại chúng, cái phẩm thứ năm này là kể các tên địa ngục, các cái khổ cảnh trong địa ngục, các cái nhân, cái quả trong địa ngục. Thế cho nên cái kinh Địa Tạng nó hay ghê lắm. Cái tụng kinh này rồi tự nhiên mình tỉnh ra, mình sợ. Và biết đấy, biết sợ. Tin địa ngục là sợ. Đó. Thì Thầy rất mong các quý Phật tử cũng thế. Tâm nguyện của các Bồ Tát muốn chúng ta được nghe cái đoạn này. Để với tôi về, tôi cẩn thận không vào địa ngục đấy. Nghe không? Đấy, đấy. Thôi mình tu nó khổ một chút, nhưng mà sau này thoát địa ngục.
ăn chay một chút nó thoát địa ngục, giữ giới một tí nhưng nó thoát địa ngục, vất vả một tí. Thế còn sướng một tí mà là vào địa ngục đấy. Thế tự mình như thế để mình cảnh giác mình. Đấy, cảnh giác mình. Cho nên trong Kinh Phật dạy đấy, cái dục lạc của thế gian á, nó chỉ một tí thôi như giọt mật trên lưỡi dao. Mình như những đứa trẻ con ấy, chỉ vì thèm một tí cái ngọt của cái giọt mật, le lưỡi ra liếm cái giọt mật trên lưỡi dao, nó đứt luôn cái lưỡi mình. Đó. Dục lạc thế gian này nó chỉ một tẹo teo thôi, mà nó như gì? Nó như mây, như khói, nó như giấc mộng, không có gì đâu. Để chúng ta thấy sống 50 năm, 60 năm trên cuộc đời này, bao cũng có những cái ngày vui hỉ hả rồi, những ngày giờ còn đâu, tìm có thấy gì đâu, cũng đọng lại chỉ là một cái tấm thân tàn thôi, có gì đâu. Thấy không? Có cái gì đâu. Đấy, nhưng người trần gian u mê, tăm tối, không có trí tuệ. Đấy, họ nghĩ ra đủ các cách thụ hưởng, mà rồi cuối cùng muôn kiếp trong địa ngục, đau khổ. Cho nên Phật, Bồ Tát, các vị hiền thánh thương chúng ta là thương lắm, thương là thương cho cái ngu tối của mình đấy. Cái ngu tối của mình không biết tỉnh ra để mà tu. Vào, chỉ chăm chăm tạo tội thôi. Bảo tu tâm hành thiện thì không chịu, nhưng mà hành ác tạo tội thì rất là hăng say. Đó. Đấy, cho nên các ngài vất vả vì mình là thế. Đấy. Thế chúng ta sẽ phát nguyện làm sao để cố gắng bớt cái nhọc nhằn cho Đức Địa Tạng Bồ Tát một tí. Đấy là tri ơn ngài đấy. Mình gắng tu là ngài đỡ vất vả. Nghe không? Đấy, ngài ngồi trong bên tay trái chùa mình đấy. Nghe không? Lúc nào ngài cũng phải đi để dạy dỗ mình vất vả. Mình gắng mình tu một tí thì ngài đỡ vất vả. Cũng giống như thầy nói các sư chú sư bác ở chùa gắng tu thì thầy cũng đỡ hết hơi. Nói nhiều mấy đời. Nghe không? Đấy. Thì mong đại chúng cố gắng. A Di Đà Phật. Nay chúng ta dừng cái phẩm này ở đây. Đúng nhá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật. Chỉ sống đời ta vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết nuôi trí theo Phật Đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tưới ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.